Quý anh chị tuổi Quý Hợi kính mến, Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự biến độ của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Quý Hợi có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, thong dong tận hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Quý Hợi cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, đúng tháng 5 âm lịch, nghịch thiên đảo vận, bất ngờ được lộc bề trên, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, sự nghiệp lên hương, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thong dong tận hưởng phúc khí lớn đến cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian, có những người phước giàu, mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió, khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công, như ý. Theo tử vi số mệnh luận rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc, họa khác nhau, tại thời điểm này, bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại, phú quý lâm môn, may mắn trực trở, tiền nhiều chất đống, thu hái nhiều thành quả về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Và trong tháng 5 âm lịch, năm Quý Mão 2023, thầy tử vi bất ngờ khi gọi tên con giáp tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, là con giáp may mắn, được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối, dẫn đường mà kiếm được nhiều lộc lá, của cải trong tháng này. Đây sẽ là một tháng rất hanh thông và thuận lợi trên tất cả mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh. Thế nhưng có nắm bắt được vận trình để cải biến vận mệnh được hay không, lại là do chính bản thân quý anh chị tuổi Quý Hợi. Vậy vận trình trong tháng 5 âm lịch như thế nào, cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì, thì ngay sau đây, hãy cùng Minh Đường Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết quý vị nhé. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua những nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Quý Hợi với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay là tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, là loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão và có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè khi đất trời bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Theo tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Quý Hợi âm lịch, đây là một tháng không ngừng phấn đấu để vươn lên đối với người tuổi Quý Hợi. Tất nhiên, quá trình vươn tới thành công trong bao giờ trải toàn hoa hồng, bạn sẽ đối mặt với một vài khó khăn, không thể tránh khỏi, nhưng đừng để điều đó làm chùn bước chân nhé. Nguyệt lệnh lâm quan giúp cho bản mệnh luôn có một tinh thần tích cực, hoạt bát, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình, chứ không hề có ý định thoái thác hay đùn đẩy cho ai. Tử vi tháng 5 của tuổi Quý Hợi âm lịch, sự độc lập và thái độ cống hiến của bạn ắt sẽ được người lãnh đạo đánh giá cao và trao cho cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Có thể quá trình thực hiện những công việc ấy, bạn sẽ vướng phải nhiều khúc mắc đấy, song chính những khó khăn ấy sẽ giúp cho bạn rèn luyện bản lĩnh để trở thành người tài giỏi hơn. Phương diện tài lộc có dấu hiệu suy giảm nhẹ, dưới tác động của tiểu hao, có thể đôi khi bạn quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định, nên những quyết định đầu tư ấy lại chưa được chính xác cho lắm. Cũng may là bạn đủ tinh ý để nhận ra vấn đề và nhắc nhở bản thân dừng lại đúng lúc, không tạo nên những thiệt hại tài chính nào quá lớn. Chuyện mua sắm cũng cần phải giảm bớt trong tháng này, bạn chớ nên đua đòi, mua những món này món nọ cho bạn bè. Và dưới tác động của ngũ hành xung khắc, chuyện tình duyên cũng không có nhiều dấu hiệu tiến triển tích cực. Người độc thân dường như vẫn dành quá nhiều thời gian cho công việc nên không muốn phân tâm và tìm kiếm nửa kia.
Với người đã lập gia đình, bạn cũng dần tỏ ra lạnh nhạt với nửa kia, bởi bạn cho rằng việc tập trung cho sự nghiệp kiếm tiền, cải thiện đời sống gia đình mới là quan trọng nhất trong thời điểm này. Người sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, như vậy có thể thấy được những người sinh năm 1983 thuộc mệnh thủy. Những người mang bệnh này thường là những người biết kính trên nhường dưới, lương thiện, không dễ bị nhún nhường, người có tính cách tự lực và tự chủ. Đại hải thủy là nước đại dương, mà nói đến nước đại dương thì chắc chắn là không ai lạ gì, sự mênh mông, bất tận vô bờ bến của nó. Những người thuộc mệnh này thích làm những việc có quy mô, tầm vóc, những việc mang tính chất, tùn mùn, nhỏ lẻ, thường không làm họ để tâm. Trong kinh doanh, họ rất bạo tay, chịu chi, đầu tư lớn. Đại hải thủy có chí lớn, thường nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người, biển rộng trời cao là cụm từ dùng để miêu tả tầm cao và chiều rộng và khát vọng tự do. Đại hải thủy thích cuộc sống tự do và luôn hướng tới tự do, thường ngày họ không ưa chật hẹp, giới hạn, bó buộc. Những người có mệnh này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới trong cuộc sống và trong công việc. Họ cũng thích chủ nghĩa xê dịch và sống với nhà văn Nguyễn Tuân, đổi chỗ ở hoặc là tổ chức những chuyến đi chơi, xa nhà, đi du lịch, dã ngoại. Nước biển lớn là kết hợp từ rất nhiều giọt nước nên họ có tinh thần đồng đội cao, sống theo phương châm mình vì mọi người vì mình, hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác. Hành thủy, chủ về trí tuệ nên đại hải thủy lúc túc trí, đa mưu, có nhiều ý tưởng, sáng kiến, đầu óc sẽ luôn biến động, tư duy linh hoạt, sắc bén, họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt, viết lách, không bao giờ cạn ý hết lời. Tuy nhiên, mệnh này thường đào hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp, bên ngoài có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng, sóng tình trỗi dậy, điều này khiến họ càng nghĩ càng rối. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Quý Hợi có những bước tiến rõ ràng trong tháng này, phần lớn là nhờ bạn đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào công việc. Bạn luôn bắt đầu một ngày mới với tinh thần, tích cực, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ, cho dù được phân công hay không. Thời điểm này, bạn không ngại giải quyết những nhiệm vụ có tính thách thức cao, bởi bạn biết rằng đây là con đường ngắn nhất nếu mình muốn gây ấn tượng với người làm lãnh đạo, tạo đà để thăng tiến trong tương lai. Tinh thần làm việc tích cực, chăm chỉ của bạn còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến công việc của cả tập thể đều có những bước tiến tích cực, thậm chí bạn còn có thể là người khởi xướng cho nhiều dự án, kế hoạch dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, chẳng ai có thể hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện, sao xấu thiên hình cho thấy bạn có thể là người nhiệt tình, năng nổ nhưng cũng rất hay, nóng nảy, kiêu ngạo, không thích nghe ý kiến trái chiều của người khác. Đôi khi, bạn nên hạ cái tôi của mình xuống một chút để chú ý quan sát, nhìn nhận mọi vấn đề một cách thấu đáo hơn. Đừng hành xử một cách bất cẩn, bạn có thể mắc lỗi sai bất cứ lúc nào và có thể phải tốn thời gian để giải quyết đấy. Về mặt tài lộc, chuyện làm ăn của tuổi Quý Hợi có được, có mất trong tháng năm này, vì thế bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn trước khi đưa ra quyết định. Không phải lúc nào cũng hăng hái, xông xáo sẽ đem lại cho bạn một nguồn lợi dư giả đâu. Với người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tình sẽ giúp bạn được trả một khoản xứng đáng, thậm chí có người được lãnh đạo thưởng nóng, tuyên dương. Nhờ có tinh thần làm việc tốt, đây chính là cơ sở để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, bạn hoàn toàn có thể sẽ còn gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa. Người làm ăn, kinh doanh có thể xem xét mở rộng hợp tác, ký kết hợp đồng, song bạn không nên quá vội vàng trong việc đưa ra các quyết định. Hãy đưa ra quyết định dựa theo tình hình thực tế và khả năng của bản thân mình. Không nên chạy theo những điều phù phiếm, vượt quá năng lực. Thiên hình hung tinh khuyên bản mệnh nên kiếm tiền bằng chính mồ hôi, công sức của mình. Không nên ham làm giàu nhanh mà dễ vướng vòng tù tội. Chỉ cần bạn chăm chỉ trong làm ăn thì đâu khác có đó. Phát triển tuy chậm nhưng vững chắc, bạn cũng có thể yên tâm tận hưởng thành quả mà mình làm ra. Trên phương diện chi tiêu, tiêu hao cho thấy bạn còn phải dành nhiều tiền cho các nhu cầu lặt vặt thường ngày. Thoạt đầu số tiền tưởng là nhỏ, song nếu cộng dồn thì cũng tốn của bạn một khoản kha khá. Vì vậy, trước khi mua một món hàng nào, bạn nên suy nghĩ xem có thực sự cần thiết hay không, có phù hợp với nhu cầu của mình hay không, đừng trở thành con giáp không biết quản lý tài chính nhé. Về mặt tình cảm, gia đạo,
Xem tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Quý Hợi, chuyện tình cảm của bản mệnh ít có tin vui, cơ bản là vì bạn không đặt ưu tiên vấn đề đó cho khoảng thời gian tháng 5 này. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình đi chăng nữa, bạn cũng muốn được tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Cụ thể với người độc thân, sự hoạt bát tích cực của bạn sẽ thu hút ánh nhìn của không ít đối tượng khác giới. Song bạn không muốn cho một ai cơ hội tiến xa hơn, bản mệnh thường cho rằng việc yêu đương trong thời điểm này là tốn thời gian, bởi bạn có thể làm được nhiều việc hữu ích hơn thế nữa. Bạn cũng không có cảm giác cần một người nào đó ở bên để giúp đỡ, chia sẻ, bởi bạn có thể một mình giải quyết mọi vấn đề. Vì vậy, khi kể cả có người chủ động làm quen đi chăng nữa, bạn cũng thường tìm cớ để từ chối khéo. Với người đã lập gia đình, bạn cho rằng đây là lúc nên dồn toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp, có như vậy mới cải thiện được đời sống gia đình, kể cả người có quyền cao, chức trọng đi nữa. Những công việc ngập đầu, ngập cổ cũng sẽ nhanh chóng cuốn bạn đi, do đó bạn gần như chẳng còn thời gian để quan tâm đến vợ chồng, con cái của mình nữa, dù có thể là bạn không nhận ra. Song tình cảm gia đình giữa bạn và các thành viên dần trở nên lạnh nhạt, bạn nên cố gắng cân bằng lại cuộc sống và sự nghiệp của mình, không nên quá ưu tiên vào lĩnh vực nào. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Hợi về cơ bản là ổn định trong tháng này, dù công việc có bận rộn, vất vả, nhưng nhờ tinh thần tích cực, hăng hái mà bạn luôn cảm thấy tràn trề sức sống, năng động, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng nên thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Chỉ khi có sức khỏe, bạn mới có sức lực để làm bất cứ điều gì mà mình yêu thích. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi sẽ trở thành con giáp phát tài trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng 5 âm này. Do bạn luôn duy trì được nguồn năng lượng tích cực và hăng hái, làm việc với một tinh thần nhiệt thành sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc. Trong công việc với người làm công ăn lương, các mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Một vài cơ hội mới cũng sẽ đến ngay trong thời gian này. Tương lai sự nghiệp phát triển ra sao phụ thuộc rất lớn vào những cơ hội này. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng nắm bắt thật nhanh và hoàn thành mọi việc bằng khả năng cao nhất của mình, chắc chắn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn cũng có một nguồn thu dồi dào, khách hàng lúc nào cũng đông đúc, tấp nập, bạn khẳng định được vị thế trên thị trường, nên chẳng còn phải lo lắng quá nhiều đến đối thủ cạnh tranh. Chính nhờ túi tiền xông xênh, bản mệnh có thể bớt đi phần nào lo lắng và thoải mái chi tiêu mua sắm những món đồ yêu thích của mình, hãy coi đó là những món quà khích lệ tinh thần mình nhé. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh hãy tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, đừng vội nghĩ tới việc được báo đáp. Những người được bạn giúp đỡ cho khoảng thời gian này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Thổ khắc thủy, những người còn độc thân nên cắt đứt quan hệ với những người đang ảnh hưởng tiêu cực tới mình, đừng vì họ mà lâm vào những chuyện khó xử hoặc những mối quan hệ phức tạp. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tỵ, tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 22, 09, 43. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tử vi 10 ngày giữa tháng nhận thấy, cát vận nhỉnh hơn hung vận, báo hiệu nhiều điều như ý muốn đến với tuổi Quý Hợi. Công việc về cơ bản là khá ổn định, có những khó khăn xuất hiện trên đường đi đến thành công, song con giáp này thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian tới. Nhìn chung, vận trình có phần nhỉnh hơn, nhờ sự xuất hiện của chính ấn nên công việc tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh nên khéo léo nắm bắt cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên, chuẩn bị sẵn cho những bước đi trong tương lai cho bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh nên hoàn thành nốt những dự án được giao đang còn dang dở. Thời gian này không nên đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh vội vàng, giữa tuần là thời điểm mà tài lộc tăng tiến. Thiên tài cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, có kẻ đang bày mưu lừa gạt tiền bạc của con giáp này. Chẳng những tài lộc mà chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá bình ổn, vợ chồng đồng tâm hiệp lực để giúp vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính. Người độc thân không nên quá nóng vội trong việc tìm kiếm một nửa thích hợp cho mình, bạn hoàn toàn có thể tự yêu thương và hoàn thiện bản thân trước, rồi duyên sẽ tự tìm đến. Quý nhân, dần, mùi. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ.
Con số may mắn 66, 98, 23. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, nhiều điểm sáng trong thời gian này mang lại cho Quý Hợi những niềm vui và cả không ít hy vọng. Thiên ấn mang lại sức sáng tạo không ngừng cho con giáp này, thế nhưng đừng vì vậy mà quên để ý, nhưng thực tế đang hiện ra trước mắt bạn. Chỉ khi bạn biết kết hợp giữa sáng tạo và tính khả thi của kế hoạch thì bạn mới sẽ chạm tới thành công. Dù thời gian có sự xuất hiện của thương quan, nhưng những chú hợi không cần phải quá lo lắng, bởi đây chính là hồi chuông thức tỉnh bản mệnh. Cần tập trung vào những thứ mình đang theo đuổi, tránh sa đà vào những lời cám dỗ, xu nịnh mà bỏ quên lý tưởng của bản thân. Về đường tài lộc cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có, chính những cơ may tài lộc đến lớn bất ngờ. Chỉ cần Quý Hợi bình tĩnh và sáng suốt thì sẽ không lo mắc sai lầm để cho tiền bạc rơi vào tay người khác. Tuy cuối tháng có tiểu hao gây mất tiền bạc, nhưng dù sao đó cũng chỉ là con số nhỏ so với tiền mà con giáp này kiếm được, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn. Về tình cảm giữa bản mệnh và người ấy vẫn khá bền vững sau nhiều sóng gió, cả hai đều hài lòng với giai đoạn tình cảm hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Cả hai đều muốn xây dựng tương lai riêng của mình, vững vàng trước, rồi mới tính đến chuyện trăm năm. Quý nhân, Tuất, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số may mắn, 12, 66, 08. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích vượng tài lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tý. Tuổi Tý thích vui chơi với bạn bè, hòa mình và đám đông, sôi nổi, nhộn nhịp, còn tuổi Quý Hợi lại thích dành thời gian chăm lo gia đình của mình. Nếu chung sống với nhau, Hợi sẽ là người nội trợ đảm đang của gia đình, giúp Tý có thể yên tâm và dốc hết sức mình, xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng chưa thật sự hoàn hảo, khi họ dường như không thể cởi mở, lắng nghe hết, chia sẻ mọi thứ với nhau. Nếu hợp tác làm ăn, Tý và Hợi sẽ có nhiều quan điểm, ý kiến trái chiều. Bởi những người tuổi Tý có nhiều ước mơ, hoài bão và cả những tham vọng về tiền tài, vật chất, còn tuổi Quý Hợi lại luôn tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống, bon chen, ích kỷ, mối quan hệ này khó có thể đạt được hiệu quả cao trong công việc. 2. Tuổi Quý Hợi với tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, Hợi và Sửu là một cặp đôi lý tưởng, hoàn hảo và khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Giữa họ luôn có một sợi dây gắn bó tình cảm và dường như mối quan hệ này không hề có khoảng cách nào. Hơn nữa, Hợi sẽ giúp Sửu khắc phục được Sửu nhút nhát, rụt rè, thiếu tự tin, và ngược lại Sửu sẽ luôn mang đến cảm giác ấm áp, lãng mạn cho tuổi Quý Hợi. Không còn gì tuyệt vời hơn, nếu Hợi và Sửu hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Quý Hợi sẽ là người đứng đầu chịu trách nhiệm, xác định hướng đi và lên kế hoạch cho công việc. Còn tuổi Sửu sẽ là người quản lý tài chính, trợ thủ đắc lực, giúp cho Hợi có những bước phát triển vượt bậc, họ bù trừ những thiếu sót của nhau và cùng hướng đến sự nghiệp cao cả. 3. Tuổi Quý Hợi và tuổi Dần. Mối quan hệ của Hợi và Dần có lâu dài tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào thái độ và cách ứng xử của hai bên. Những người tuổi Dần thích sự tự do, thoải mái, vì vậy khi yêu, họ cũng cần khoảng thời gian riêng cho mình, không muốn bị người ấy quản lý chặt chẽ. Nếu Hợi hiểu được điều đó, họ sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn, còn không có mối tình nào, tránh khỏi những lúc sai lầm, mâu thuẫn. Điều quan trọng là họ có đủ bao dung, tha thứ, nhường nhịn để duy trì mối quan hệ của mình. Nếu như Dần vượt qua được cái tôi của mình, cặp đôi này sẽ có thể gìn giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Sự hợp tác làm ăn kinh doanh của Hợi và Dần sẽ nhanh chóng giúp họ gặt hái nhiều thành công. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng của Dần kết hợp với óc phân tích sắc sảo của tuổi Quý Hợi sẽ tạo nên hiệu quả cao trong công việc. 4. Tuổi Quý Hợi và tuổi Mão. Mão và Hợi có nhiều điểm chung trong quan điểm và tính cách, điều đó giúp mối quan hệ của họ trở nên thân mật và gắn bó hơn. Trên phương diện tình yêu, cặp đôi này có thể luôn thể hiện sự ăn ý và tình cảm mãnh liệt dành cho nhau. Nếu sống chung dưới một mái nhà, Hợi và Mão sẽ cảm thấy hài lòng về người bạn đời và cuộc sống hôn nhân của mình. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Hợi và Mão có cùng chung mục tiêu, lý tưởng, vì vậy họ sẽ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung trong mối quan hệ của mình.
Hợi sẽ giúp cho Mão khắc phục những thiếu sót, nhược điểm và ngược lại, Mão sẽ là nguồn động lực để Hợi vượt qua được khó khăn trong công việc. 5. Tuổi Quý Hợi và tuổi Thìn. Dù trên phương diện tình yêu hay tình bạn, Hợi và Thìn đều là một cặp đôi lý tưởng hòa hợp, họ thấu hiểu sâu sắc đến cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Tuổi Thìn là những người yêu tự do và phóng khoáng, họ thích tham gia vào đám đông, tập thể, đôi lúc Thìn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với tình cảm của Hợi. Thế nhưng sự bao dung dịu dàng của Hợi đã khiến cho Thìn thức tỉnh và thay đổi, họ sẽ có nhiều khoảng thời gian ý nghĩa hơn dành cho nhau. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, công việc của Hợi và Thìn sẽ thuận lợi, thăng tiến, đi lên như diều gặp gió. Thìn năng động và sáng tạo, sự có mặt của Thìn như mang đến một luồng gió mới cho công việc của tuổi Quý Hợi. Sự kết hợp của cặp đôi này sẽ đạt hiệu quả cao và gặt hái nhiều thành công. 6. Tuổi Quý Hợi và tuổi Tỵ. Hợi và Tỵ dễ dàng cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn của đối phương ngay từ lần đầu tiên gặp, mối quan hệ của họ dần dần trở nên gắn bó và thân thiết. Khi yêu, Hợi dành nhiều thời gian của mình để quan tâm, chăm sóc cho Tỵ, họ quấn quýt với nhau cả ngày không rời và không bao giờ cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ này. Tỵ và Hợi sẽ cùng nhau xuất hiện, hòa mình và đám đông bởi họ đều thân thiện, hòa đồng, thích giao tiếp với mọi người. Tỵ rất hay đề phòng và ghen tuông, nhưng sự chân thành của Hợi đã làm cho họ cảm động, tin tưởng. Nếu trở thành đối tác làm ăn, cặp đôi này kết hợp với nhau khá ăn ý, hòa hợp, họ có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Bởi vậy, Tỵ luôn hiểu rõ từng đường đi nước bước của Hợi. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ hợp tác làm ăn, hai tuổi này còn có thể gắn bó lâu dài và trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc đời của nhau. 7. Tuổi Quý Hợi và tuổi Ngọ. Ban đầu, cặp đôi Hợi và Ngọ tiến hành rất thuận lợi và tốt đẹp. Họ thể hiện sự cuốn hút lẫn nhau ở bất kỳ đâu, khiến cho mọi người luôn phải ghen tị. Thế nhưng tình yêu đẹp chưa chắc là vĩnh cửu, mối quan hệ muốn trọn vẹn, lâu dài, hai tuổi này cần phải biết nhường nhịn và lắng nghe nhau nhiều hơn nữa. Ngọ là người yêu thích tự do, bị lôi cuốn bởi những mối quan hệ mới mẻ. Hợi còn quá ngô nghê và không thể làm chủ được lý trí của mình. Nếu mối tình này sụp đổ, người tổn thương nhiều nhất chính là Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, cặp đôi này sẽ đạt được thành công nếu như cả hai tìm được một công việc thích hợp. Nếu không, Ngọ sẽ tỏ ra chán nản và nhanh chóng đổi ý. Hợi có ưu điểm là chăm chỉ, cần cù, kiên nhẫn, không bao giờ bỏ cuộc. Đó là những đức tính Ngọ nên học hỏi. 8. Tuổi Quý Hợi với tuổi Mùi. Nếu yêu nhau, Hợi và Mùi sẽ là một cặp đôi lý tưởng hòa hợp. Dù hai bên đều không có khoảng không gian riêng cho mình, nhưng họ đều dành cho nhau những tình cảm đẹp, thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Nếu sống chung dưới một mái nhà, Hợi sẽ là người nội trợ đảm đang, chăm sóc gia đình, giúp Mùi có thể yên tâm hoàn thành tốt công việc. Họ sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân vĩnh cửu hạnh phúc. Sự kết hợp của Hợi và Mùi trên phương diện làm ăn sẽ giúp họ có những bước phát triển vượt bậc. Mùi sẽ là người đứng đầu, lập kế hoạch, vạch ra đường đi, nước bước cho công việc, còn Hợi sẽ là người thực hiện những kế hoạch đó. 9. Tuổi Quý Hợi với tuổi Thân. Thân và Hợi có quan niệm gia đình trái ngược nhau, Thân thích tự do, vui chơi với bạn bè, ít khi dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Điều đó làm cho Hợi không hài lòng, nhưng vì tình yêu họ sẵn sàng nhường nhịn và tạo ra khoảng không gian riêng cho hai người. Dù đôi lúc vô tâm, nhưng Thân cũng là người vô cùng tình cảm, luôn dành tình yêu trọn vẹn đến cho Hợi. Thân và Hợi cũng có thể cùng nhau hợp tác làm ăn, kinh doanh và gặt hái nhiều thành công, tài năng và sự sáng tạo của Thân, khiến cho Hợi phải nể phục và ngược lại, sự chăm chỉ, cần cù của Hợi là điều Thân rất trân trọng. 10. Tuổi Quý Hợi và tuổi Dậu. Hợi và Dậu có nhiều điểm khác biệt trong sở thích, tính cách, vì vậy, mối quan hệ của họ thường xảy ra bất đồng, mâu thuẫn khi yêu nhau. Ban đầu, Dậu rất không hài lòng về sự dịu dàng, tốt bụng của Hợi, nhưng dần dần, họ có nhiều ý kiến quan điểm trái chiều. Dậu là người rất nghiêm khắc, vì vậy khó có thể hòa nhập với lối sống hưởng thụ, không theo trật tự của tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, những mâu thuẫn ấy có thể giải quyết nhanh chóng nếu như hai bên đều nhường nhịn và lắng nghe nhau nhiều hơn. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ tiến triển rất tốt đẹp và thuận lợi. Hợi sẽ đảm nhận vai trò một người quản lý, lãnh đạo, còn Dậu cũng sẽ là người quản lý tiền bạc. Họ có khả năng thành lập một công ty cho riêng mình. 11. Tuổi Quý Hợi với tuổi Tuất. Tuất và Hợi có nhiều điểm trái ngược về tính cách, sở thích, nhưng may mắn những điểm khác biệt ấy lại là sợi dây gắn bó họ lại với nhau. Mối quan hệ này trở nên đặc biệt bởi Tuất và Hợi luôn cảm nhận được sự mới mẻ, hấp dẫn của đối phương. Cũng có những lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng họ lại sớm làm lành với nhau trong thời gian ngắn nhất.
Nếu sống chung dưới một mái nhà, Tuất và Hợi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân, hòa thuận, hạnh phúc. Hai con giáp này đều có chung một điểm mạnh, đó là giỏi giao tiếp, ứng xử khéo léo. Bởi vậy nếu hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ ngày càng thuận lợi, vững mạnh. Tuổi Tuất thông minh, cần cù và trung thực, thích hợp với sự sáng tạo nhiệt tình của tuổi Quý Hợi. Mối quan hệ này càng trở nên gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành, tin tưởng lẫn nhau. 12. Tuổi Quý Hợi với tuổi Quý Hợi. Tình yêu bằng tuổi của người tuổi Quý Hợi thật lãng mạn và lý tưởng, họ hòa hợp, yêu thương, thấu hiểu với nhau như một cặp trời sinh. Cặp đôi này có thể gắn bó quấn quýt với nhau cả ngày không rời, họ cũng cùng nhau nấu nướng, trang trí nhà cửa hay tham gia các hoạt động bổ ích cho xã hội. Ngôi nhà chung của họ sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của hai người tuổi Quý Hợi không mấy lý tưởng, mặc dù Hợi là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo, nhưng họ không biết cách quản lý tiền bạc, bởi vậy họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Nếu làm việc với nhau, văn phòng của hai người phải có những màu tươi sáng, bắt mắt, điều đó sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn khi làm việc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Đó là lý do Phật cũng đã đưa ra lời khuyên trong việc thực hiện đạo vợ chồng. Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, và vợ và chồng là những người chủ gia đình, học cả đời cũng không xong. Và cứ như thế ta tu tập, đời kiếp này sang đời kiếp khác, thì chúng ta tìm đến cái duyên với Phật Pháp. Chúng ta sẽ hưởng phước lành nếu biết tạo cái duyên nợ của thế gian đến với Phật Pháp. Bao nhu cầu chính của người chồng, kính trọng, nhận được sự dịu dàng, được thấu hiểu, ủng hộ, được thừa nhận. Bao nhu cầu chính của người vợ, cảm giác an toàn, lãng mạn, được cưng chiều và dỗ dành. Vợ chồng nên có 4 điểm chung, chung mục tiêu phấn đấu, cùng chung một môi trường sống, cùng một mối quan tâm về cuộc sống, có cùng những người bạn. 3 điều luôn phải ghi nhớ, không có đúng sai trong gia đình, chỉ có hòa thuận, bất hòa, nhà là nền móng và linh hồn. Cả hai đều nằm trong tay người phụ nữ và cùng với đối tác của mình, tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới, còn vũ khí mạnh nhất là cảm động. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.